Anh hai, em đi chung với anh Tổ. Tụi em đi Thái Lan giải dạng như khách du lịch, chắc là không ai nghi ngờ đâu. Tại sao lại ngốc vậy chứ? Một người chết còn hơn là hai người chết. Đình, em phải mãi mãi nhớ về anh. Kiếp sau anh nhất định sẽ quay về tìm em. Em nhất định sẽ nhớ anh. Nhưng mà tôi thật sự mong rằng Kim và ông có thể cho tôi thêm thời gian một tháng. Bởi vì ngày nào tôi còn chưa chết, tôi vẫn còn một người muốn giết. Được, thời gian một tháng. Cảm ơn ông Kim gia. Nội trong một tháng sau, tôi nhất định sẽ quay trở lại tìm ông. Sao rồi? Đã nói cho anh Thủ biết chưa? Để hai anh tới rồi nói luôn. Anh Thủ à, Trần Tổ Diệu đã chết rồi. Anh Thủ, tuy rằng không phải tận tay chúng tôi bắt được Trần Tổ Diệu, nhưng mà cũng coi như là trả được thù rồi. Cảnh sát tụi anh có phải xác thực Trần Tổ Diệu đã chết rồi không? Vĩnh Kỳ đã xác thực rồi. Bên phía cảnh sát Thái Lan đã tìm được thi thể Trần Tổ Diệu.